điểm tin tăng trưởng, thông tin cập nhật về một số kết quả kinh tế nổi bật của Việt Nam và Hải Phòng. Câu chuyện tăng trưởng, nguồn vốn FDI từ Nhật Bản vào Hải Phòng liên tục tăng mạnh. Mục đối thoại, Hải Phòng trước mục tiêu xây dựng thành phố carbon thấp. Con số biết nói với những kết quả tích cực của ngành thủy sản Hải Phòng trong 3 tháng đầu năm 2018. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hải Phòng tăng trưởng phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút thứ bảy cách tuần trên kênh TSP và vào lúc 20 giờ 15 phút chủ nhật cùng tuần trên kênh THP+. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ hãy bắt đầu với chúng tôi cùng mục điểm tin tăng trưởng. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm xúc tiến đầu tư du lịch Nhật Bản tại Hải Phòng năm 2018, đã có 7 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Đáng chú ý trong đó là các bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp thuộc phạm vi quy hoạch quần thể Sun Gold Hải Phòng Sakura Club tại huyện An Lão, đào tạo và cung ứng điều dưỡng viên, hợp tác phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Hải Phòng, v.v. Đến nay, Hải Phòng có 134 dự án FDI Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư đạt 4,31 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu về số dự án và đứng thứ hai về số vốn đầu tư. 7 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tiếp tục khẳng định sức hút của Hải Phòng đối với các nhà đầu tư Nhật Bản. Quý 1 năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước tính đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 22,3%, khu vực dịch vụ tăng 11,3% so với cùng kỳ. Hầu hết các ngành lĩnh vực đều có chỉ số tăng trưởng cao, đặc biệt là sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Nhiều công trình dự án trọng điểm được tích cực triển khai thực hiện. Ba tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 331.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ và bằng 32,2% GDP. Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 104,6 nghìn tỷ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt 138,8 nghìn tỷ đồng và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,8 nghìn tỷ đồng với các mức tăng trưởng tương ứng lần lượt là 4,4%, 4,4% và 8,1% so với cùng kỳ năm 2017. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong quý 1 năm 2018 có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt 11,6% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đạt 13,9% với trụ cột chính là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học và sản xuất kim loại, đóng góp 10,5% vào mức tăng trưởng chung. Kế đến, ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định ở mức 10,5%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng 7,1% và ngành khai khoáng tăng 0,4%. Theo thông tin từ Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO tại Việt Nam, năm 2018, kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt, sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư sang Việt Nam. Trong những năm gần đây, Hải Phòng luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI từ Nhật Bản và là thành phố tập trung nhiều ngành sản xuất quan trọng, trung tâm kết nối giữa nền công nghiệp của Nhật Bản với Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư của Hải Phòng. Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội kinh doanh sau khi Việt Nam khởi xướng cải cách. Đến nay, trong tổng số 530 dự án FDI còn hiệu lực từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Hải Phòng, với tổng số vốn đầu tư gần 16 tỷ đô la, thì riêng FDI từ Nhật Bản đã chiếm tới 1/4 với 134 dự án và tổng số vốn đầu tư đạt trên 4,3 tỷ đô la. Với kết quả này, các nhà đầu tư từ Nhật Bản đang đứng đầu về số dự án và đứng thứ hai về số vốn đầu tư. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố phát triển nhanh, thì làn sóng đầu tư Nhật Bản vào Hải Phòng cũng ngày càng sôi động và liên tục tăng mạnh qua các năm, cả về lượng và chất. Thời gian gần đây, có các dự án với số vốn đầu tư lớn từ Nhật Bản vào Hải Phòng, như dự án nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone có giá trị đầu tư trên 1,2 tỷ đô la, trung tâm mua sắm Ion Mall Hải Phòng gần 200 triệu đô la, hai dự án căn hộ và văn phòng cho thuê cao cấp với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la, cho thấy môi trường đầu tư của Hải Phòng ngày càng sôi động. Tôi rất là quan tâm đến đầu tư Hải Phòng. Khi mà cái trung tâm xúc tiến đầu tư được thành lập, các thủ tục triển khai rất là nhanh hơn, thủ tục đầu tư sân gôn của chúng tôi cũng rất là trôi chảy. Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc nên có dư địa rất lớn về phát triển xuất nhập khẩu. Hiện nay công ty chúng tôi đã có một cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch mở rộng hoạt động ra nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Có hệ thống cảng biển lớn và cách đây 2 năm,
đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng được khai thông. Do đó, chúng tôi đang rất quan tâm tình hình đầu tư của thành phố các bạn và đang lên kế hoạch đầu tư vào thành phố này. Xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Hải Phòng những năm gần đây cũng có sự thay đổi rõ rệt và đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Hải Phòng không chỉ hấp dẫn các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp với 100 dự án mà còn có nhiều sức hút ở các lĩnh vực khác như dịch vụ, logistics, nông nghiệp với hơn 30 dự án. Hiệu quả của các dự án do các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện tại Hải Phòng cũng rất cao. Các sở ban ngành của thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thay đổi cách tiếp cận quản lý nhà nước, chú trọng phục vụ các nhà đầu tư vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Thành phố Hải Phòng càng quyết tâm hơn về việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố ngày càng lớn mạnh, biến Hải Phòng thành quê hương thứ hai của các nhà đầu tư Nhật Bản. Theo đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng là một trong số những địa phương có môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn nhất Việt Nam. Hải Phòng có vị trí phát triển kinh tế và thu hút đầu tư thuận lợi, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại. Hải Phòng có chính sách ưu đãi miễn giảm thuế doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp. Dự tính trong tương lai, nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu FDI của Hải Phòng. Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác hàng đầu của thành phố cả về số lượng dự án cũng như nguồn vốn đầu tư. Từ nay đến năm 2020, thành phố đầu tư chuẩn bị mặt bằng 4.000 ha để phục vụ thu hút đầu tư và sẵn sàng đón doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, là thành phố có nền công nghiệp phát triển lâu đời với nhiều ngành công nghiệp tiêu tốn năng lượng lớn, là đầu mối giao thông vận chuyển hàng hóa quan trọng của cả nước. Vì vậy, trong lộ trình phát triển, Hải Phòng sớm xác định mục tiêu gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế và gia tăng dân số như hiện nay, mục tiêu thành phố giảm lượng khí phát thải nhà kính của Hải Phòng sẽ cần tới các giải pháp kinh tế để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đây sẽ là nội dung chính được đề cập trong mục đối thoại kỳ này. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng xanh được hiểu đơn giản là nền kinh tế ít phát thải CO2, tiết kiệm tài nguyên, tạo ra việc làm và đảm bảo công bằng xã hội. Cùng với mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế đã và đang được triển khai mạnh mẽ, thì mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng giảm khí phát thải nhà kính của Hải Phòng đang đặt ra những giải pháp như thế nào? Với chủ đề Hải Phòng xây dựng thành phố carbon thấp, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Sĩ Thanh, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng. Trước tiên thì mời quý vị cùng khách mời theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Phát triển nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, giảm tác động đến môi trường của Hải Phòng được chỉ rõ tại kết luận số 72 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, thành phố đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh bền vững. Chuyển hướng phát triển chủ yếu từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung phát triển lĩnh vực có thế mạnh và mang tính đột phá, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn có năng suất, giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ cao, sử dụng công nghệ sạch thân thiện với môi trường. Nỗ lực trong gần 5 năm qua, Hải Phòng đã thu hẹp các ngành công nghiệp gia công, tiêu tốn năng lượng và nằm trong nhóm nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường. Các chương trình hợp tác quốc tế về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững được Hải Phòng đặc biệt quan tâm. Trong quy hoạch thành phố, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đều gắn kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc sử dụng công nghệ tiên tiến, nguồn năng lượng sạch và các giải pháp kiểm soát diện rộng về ô nhiễm môi trường và thu hút đầu tư với các ngành sản xuất sạch. Nhưng áp lực của một đô thị cảng biển quốc tế đang đặt Hải Phòng vào thách thức lớn trong mục tiêu giảm khí phát thải nhà kính. Với lượng phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách từ đường bộ, đường không, đường biển và đường sắt đều tăng, lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động giao thông nói chung đang đóng góp tới 54% lượng khí nhà kính ra môi trường. Quá trình đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu tiềm lực tài chính, tiềm năng tiết kiệm năng lượng sạch trong lĩnh vực xây dựng cũng còn rất cao. Thưa ông Đào Sĩ Thanh, là đơn vị mà triển khai đồng loạt các cái hoạt động về kiểm toán năng lượng, thì ông đánh giá thế nào về việc đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của thành phố trong mục tiêu là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Nền kinh tế Hải Phòng ấy, có cái sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ và đang chuyển dần sang cái tăng trưởng hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu. Theo đó đấy, thì như chúng ta đã biết, có rất nhiều các cái dự án lớn, những tập đoàn lớn, những công ty lớn với cái công nghệ tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường đã và đang đầu tư vào thành phố Hải Phòng chúng ta. Mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã và đang được thành phố Hải Phòng hết sức quan tâm và luôn gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố.
Sở Công Thương trên cơ sở đó đã chỉ đạo và thực hiện hết sức là chủ động và tích cực trong công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các quyết định này. Chúng tôi là một trong những đơn vị thực hiện. Do vậy, trong cái thời gian qua đấy, đã có rất nhiều các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng ở các ngành và ở các lĩnh vực đã tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng, là đã giảm được hàng trăm triệu tấn CO2. Cụ thể hơn, từ cái thời điểm mà luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực, hiệu quả về sử dụng năng lượng ở lĩnh vực nào được thể hiện rõ nhất thưa ông? Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ra đời và có hiệu lực thì cái sự vào cuộc của các cấp các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước ấy, đã hết sức tích cực và đồng bộ. Các cái văn bản dưới luật ra đời đã tạo nên một cái khung pháp lý cho các cái hoạt động về tiết kiệm năng lượng, cường độ sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp chúng ta giảm mạnh. Để hướng tới cái mục tiêu giảm lượng khí phát thải lớn, xây dựng nền kinh tế Hải Phòng ít carbon, thì theo ông đến thời điểm này có đơn thuần là chúng ta thay đổi nhận thức hay không, hay cần phải có những giải pháp kinh tế? Cái việc thay đổi cái nhận thức hết sức là quan trọng. Mà cái việc này đấy không thể một sớm một chiều chúng ta thay đổi được. Cái công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi cái nhận thức là chúng ta phải làm một cách thường xuyên, rất quan trọng. Tuy nhiên, đã đến lúc song song và song hành với cái việc thay đổi nhận thức thì chúng ta phải có những cái giải pháp căn cơ, đó là giải pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, để làm sao đấy chuyển từ cái nhận thức sang hành động. Nhà nước cần có những cái cơ chế chính sách hết sức đồng bộ, khoa học và kịp thời để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Và đây chính là cái đòn bẩy để cho các doanh nghiệp phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thay đổi hành vi cần phải gắn với các giải pháp kinh tế về công nghệ. Và ở những lĩnh vực đang tiêu tốn năng lượng, có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất thì cũng đang đặt ra những yêu cầu cấp bách. Hải Phòng, thành phố carbon thấp là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa nhóm mô hình tích hợp châu Á-Thái Bình Dương với chính quyền thành phố Hải Phòng mà đại diện là Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở nghiên cứu lượng phát thải khí nhà kính từ năm 2013 đến nay, đã có hai kịch bản đưa ra về mục tiêu carbon thấp cho Hải Phòng. Với tốc độ tăng trưởng dân số, nhu cầu vận tải và đặc biệt là công nghiệp nhanh như hiện nay, mức phát thải khí nhà kính của Hải Phòng theo kịch bản thông thường sẽ từ 6,7 triệu tấn CO2 quy đổi năm 2013 lên 33,5 triệu tấn vào năm 2030. Kịch bản có biện pháp giảm thiểu CO2 với 4 nhóm hành động là công nghiệp xanh, tòa nhà xanh, sử dụng năng lượng, giao thông thông minh. Hải Phòng có thể giảm tới 14% lượng khí CO2 phát thải ra môi trường. Để đạt được mục tiêu này, Hải Phòng cần có các giải pháp cấp bách đối với hai lĩnh vực có lượng phát thải nhiều nhất, đó là công nghiệp và giao thông. Là đối với thành phố Hải Phòng thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên tiếc gọi là công để mà khuyến khích người dân hoặc là thay đổi những cái hành động, những cái hành vi của họ trong việc sử dụng năng lượng ở thành phố. Đó là những cái động tác rất là nhỏ thôi. Thì đấy là những cái bước đi đầu tiên. Sau đó đối với những ngành công nghiệp lớn hoặc nặng hơn thì lúc đó những cái yêu cầu đòi hỏi về thay đổi công nghệ nó cũng là rất là cấp bách. Tất nhiên đấy là bài toán đặt ra khi mà đòi hỏi công nghệ, đó là bài toán về vốn, thì đấy là một câu chuyện tiếp theo. Nhưng trước mắt chúng ta nên tập trung vào những cái hành động nhỏ. Hải Phòng có thể giảm lượng khí thải bằng 30 giải pháp trong 4 nhóm hành động theo đề xuất của nhóm nghiên cứu, trong đó phải có các giải pháp kinh tế mấu chốt về chuyển đổi công nghệ, sử dụng thiết bị có hiệu suất cao, sử dụng nguồn năng lượng sạch và quy hoạch phát triển các phương tiện giao thông công cộng cũng như kiểm soát giao thông trên diện rộng. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là công nghiệp và giao thông vận tải là hai lĩnh vực đang tiêu tốn nguồn năng lượng lớn trong cơ cấu nguồn năng lượng và nền kinh tế. Vậy thì quá trình kiểm toán năng lượng, ông đánh giá thế nào về cái hạn chế hiện nay trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả ở ngành công nghiệp? Qua các cái hoạt động kiểm toán năng lượng trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung và cả nước nói riêng thì cho thấy cái hạn chế lớn nhất trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của các doanh nghiệp, đó là cái quản lý kỹ thuật. Nó thể hiện ở cái chỗ, tức là doanh nghiệp chưa quan tâm đến cái quản lý nội vi, giải pháp về duy tu bảo dưỡng định kỳ các cái thiết bị tiêu thụ năng lượng, dẫn đến cái tình trạng là chúng ta, các doanh nghiệp chúng ta còn sử dụng nhiều các cái công nghệ cũ kỹ, lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng. Vậy thì trước áp lực hội nhập kinh tế sâu thì cái vấn đề đổi mới, cải tiến công nghệ hoặc là sử dụng cái nguồn năng lượng sạch đã trở thành cái nhu cầu tự thân của doanh nghiệp hay chưa? Để hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng thì các doanh nghiệp của chúng ta cần phải cải tiến, thay đổi các cái công nghệ. Nếu như doanh nghiệp không làm được việc này thì đồng nghĩa với cái chi phí năng lượng cho một đơn vị sản phẩm sẽ cao. Cái sản phẩm chúng ta
sẽ không thể cạnh tranh được. Sự thay đổi công nghệ của doanh nghiệp đấy thì có khoảng bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp làm được điều đó? Có thể nói rằng là các cái doanh nghiệp đấy mà tự vận động, tự thay đổi cái công nghệ của mình trên địa bàn thành phố Hải Phòng quá nhỏ và quá là khiêm tốn. Không nhiều các doanh nghiệp có thể làm được việc đó. Điều đó nó phụ thuộc vào cái gì ạ? Nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Thứ nhất là cái tư duy của người làm công tác quản lý. Cái thứ hai đấy là cái tài chính. Và cái thứ ba đấy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn. Với lĩnh vực giao thông vận tải là lĩnh vực mà đang tiêu tốn nguồn năng lượng lớn nhất trong nền kinh tế. Vậy thì quá trình kiểm toán loại phương tiện nào đang có tiềm năng tiết kiệm lớn nhất? Với cái lĩnh vực giao thông vận tải, cái hoạt động kiểm toán năng lượng này chưa tiến hành được nhiều. Đấy, cho nên cái số liệu nó chưa chính xác và chưa cụ thể. Tuy nhiên thì ngành giao thông vận tải đấy có cái mức tăng trưởng nhu cầu về năng lượng cao nhất, nó cũng minh chứng cho cái tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong cái phương tiện vận tải đường bộ là coi như cao nhất. Chính vì vậy đấy, Bộ Giao thông Vận tải đã có rất nhiều các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng cho cái lĩnh vực này. Ví dụ như sử dụng các cái phương tiện vận tải phải được dán nhãn, sử dụng cái nhiên liệu ít ô nhiễm môi trường, đó là những cái nhiên liệu xăng E5, ethanol và xăng RON 95 như hiện nay. Với Hải Phòng thì là thành phố cảng, đặc biệt là Hải Phòng được đánh giá là địa phương mà có rất nhiều thuận lợi để phát triển giao thông thủy, nhưng mà hiện nay thì cái phương thức vận chuyển hàng hóa này mới chỉ chiếm khoảng 10% trong phương thức vận chuyển hàng hóa của Hải Phòng. Vậy thì theo ông, để đảm bảo cái mục tiêu xây dựng nền kinh tế tăng trưởng xanh thì cái quy hoạch giao thông thủy của Hải Phòng cần được quan tâm như thế nào? Hiện nay đấy, cái giao thông đường bộ hiện đang quá tải do các cái phương tiện vận tải, phương tiện cá nhân tham gia giao thông đường bộ rất là nhiều. Đối với Hải Phòng ấy, có rất nhiều lợi thế cho cái việc phát triển giao thông đường thủy. Hải Phòng của chúng ta đấy có 16 con sông. Theo như quan sát thì các cái khu công nghiệp của chúng ta đấy hầu như đấy đã bám được, đã gần được những cái nhánh sông, những con sông. Thế tại sao chúng ta không phát triển xe buýt đường thủy, vận tải hàng hóa bằng đường thủy, đầu tư cho 1 km đường thủy rẻ hơn 1 km đường bộ rất nhiều? Thế thì để làm tốt được cái việc này đấy, công tác quy hoạch phát triển đô thị của chúng ta phải gắn chặt với cái phát triển giao thông đường bộ, với giao thông đường thủy, với giao thông đường sắt. Thành phố Hải Phòng sẽ trở thành một cái thành phố đẹp nhất của Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương được đánh giá là chịu ảnh hưởng lớn của tình trạng biến đổi khí hậu, thì Hải Phòng đã sớm có những giải pháp căn cơ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, sản xuất sạch hơn và tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phát triển bền vững. Tuy nhiên, thì để đạt được mục tiêu giảm 14% lượng khí CO2 phát thải ra môi trường vào năm 2030, thì theo khuyến nghị, mục tiêu đó cần phải được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong chung và dài hạn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Đào Sĩ Thanh đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc quý 1 năm 2018, ngành thủy sản Hải Phòng đã đạt được những kết quả tích cực trên cả lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, với tổng sản lượng toàn ngành đạt trên 36.500 tấn, tăng 6,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực nuôi trồng, hết tháng 3, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn thành phố đạt trên 9.240 ha, sản lượng nuôi trồng ước đạt gần 18.300 tấn, tăng 8,15% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các trại, cơ sở sản xuất giống thủy sản được duy trì ổn định, sản lượng con giống tăng cao đạt hơn 776 triệu con. Riêng trong lĩnh vực khai thác hải sản, các địa phương có nghề khai thác phát triển như Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Đồ Sơn đã tích cực vận động ngư dân tổ chức lại sản xuất, kiện toàn các tổ đội mô hình liên doanh liên kết trên biển nhằm đảm bảo an toàn khi sản xuất trên biển dài ngày. Nhờ có những nỗ lực đó, kết thúc quý 1, sản lượng khai thác hải sản toàn thành phố ước đạt trên 18.200 tấn, tăng 5,51% với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế như mực ống, cá song, mú lang, bạc má, cá nục, cá trích. Trong quý 2, nhằm đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, ngành thủy sản Hải Phòng tập trung vào công tác chăm sóc, phòng bệnh cho thủy sản nuôi mùa nắng nóng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân khi đi khai thác trên biển. Nhất là thời điểm mùa mưa bão, phát huy hiệu quả đội tàu khai thác hải sản xa bờ. Bên cạnh đó, ngành cũng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch ngành gắn với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển con giống, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảng cá, bến cá,
phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm nghề cá lớn của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước theo tinh thần nghị quyết 32 của Bộ Chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, một con số biết nói cũng đã khép lại chương trình Hải Phòng tăng trưởng kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình đã phát sóng trên kênh TSP và TSP Cộng tại địa chỉ website thhp.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.